Người hâm mộ của cô ấy thực sự quá đông, chỉ là một clip nhảy bình thường mà đã có được hàng vạn lượt thích. Mỗi ngày đều có rất nhiều fan nữ tới xin chụp ảnh, thậm chí rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng đều muốn mời cô làm người đại diện. Nhưng nữ ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng trên mạng này cũng có những mặt nhiều người không biết. Chị à, đừng làm phiền em có được không? Xin lỗi. Đúng vậy, sự đáng yêu của cô ấy là diễn, bởi vì cô ta vô cùng ghét chị gái ruột của mình. Chị gái không thích trang điểm, cũng chẳng bao giờ dọn phòng, cả ngày chỉ ngồi ở nhà đọc truyện tranh, khác một trời một vực với cô em gái. Cho nên em gái nghĩ rằng, nếu để mọi người biết mình có người chị như này, chắc chắn sẽ mất fan. Bởi vì như thế, thái độ của cô em gái với chị mình luôn rất tệ. Hôm đó trong phòng tắm, chị gái không chịu được nữa nói: thật ngưỡng mộ em vì có nhiều fan quá. Ai ngờ cô em chẳng thèm quan tâm, mà còn quay sang nói điều chị gái: chị cũng có thể thử làm người nổi tiếng mà, mặc dù em thấy có chút khó khăn đấy. Chẳng ngờ rằng cô chị tội nghiệp lại nghĩ rằng câu nói đó của em mình là thật. Cô chị nhìn thần tượng của mình trong bộ truyện tranh, lại vừa nghe thấy cô em ở phòng bên cạnh vừa nhảy vừa hát. Thế nên cô chị nảy ra một ý tưởng. Ngày hôm sau, khi em gái tới trường học thì thấy đám bạn đang ngồi xem một cái clip và ngồi cười. Cô hiếu kỳ chạy tới xem thử. Cái cô gái nhảy như điên trước mặt này chẳng phải chính là chị gái của mình sao? Cô chị hát lạc tông lạc giọng trước màn hình. Thực sự cô em chẳng dám nghĩ tới điều này. Trong phần bình luận có rất nhiều những bình luận mang tính công kích, nói cô ta xấu rồi bị điên khiến người khác buồn nôn. Cô em thực sự chẳng dám tin. Chị cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô em chạy về nhà khuyên chị mình: họ đang chửi chị đó, mau dừng lại đi. Nhưng cô chị lại rất bất bình thường. Bị chửi có gì không tốt chứ? Chỉ cần nhiều người chú ý thì chị có thể giống như idol ở trong truyện tranh rồi, có cơ hội tham gia cuộc thi rồi một đêm sẽ nổi. Chị phải nỗ lực, phải cố gắng càng xấu hơn nữa mới có thể tham gia chương trình này. Chị à, dừng lại đi. Nhìn thấy người chị tẩu hỏa nhập ma, cô em cũng chẳng thể làm gì. Từ hôm đó trở đi, cô chị bắt đầu quay nhiều vi hơn, có được càng nhiều lượt tim. Đi cùng với đó là càng nhiều những câu chửi. Những người bạn xung quanh của cô em cũng đều xem vi của cô chị. Về lâu về dài, cô chị thực sự đã nổi tiếng. Mọi người đều bị thu hút bởi những vi của cô chị. Rất nhiều người nổi tiếng cũng liên kết trực tiếp với cô. Rất nhiều kênh cũng lấy cô ra làm chủ đề. Thậm chí tên cô mấy lần còn lên top tìm kiếm. Nhìn thấy bạn bè đều bàn tán về chị mình. Cuối cùng có một ngày, cô em bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ. Cô em muốn lén dạy cho chị mình một bài học, nhưng không ngờ rằng bản thân cô lại phải chịu cái giá đắt. Đoạn vi nổi tiếng trên mạng này được lan truyền rất nhanh. Hiện giờ mức độ nổi tiếng của cô chị còn cao hơn cả người em nổi tiếng của mình. Cô em bắt đầu đố kỵ, nên đã lấy một tài khoản khác để bình luận bên dưới vi của cô chị, nói rằng những đoạn vi nhảm nhí này đều là diễn, chứ cô ta ở ngoài đời như đứa tự kỷ vậy. Một cái không đủ, cô em viết cái thứ hai, cái thứ ba. Dần dần, người em như mất hết lý trí. Hôm đó cô em quay về nhà thì thấy cô chị đột nhiên phát điên lên, bởi vì bình luận nặc danh của cô em khiến cho cô chị mất rất nhiều fan. Mọi người đều vào chửi cô chị. Cô chị còn phát hiện một tên thần kinh nào đó đang bắt chước lại những vi nhảm của mình với những động tác của cô, và bắt đầu nổi rầm rầm ở trên mạng. Vì để lấy lại những người hâm mộ, cô chị từ đó bắt đầu trở nên lách thách hơn. Những vi càng ngày càng không có đầu đuôi. Tất cả bởi vì đã nghĩ cạn ý tưởng rồi. Cô chị bắt đầu thay đổi. Hôm sau, cô thử đi ra ngoài đường để xem liệu có fan nào nhận ra mình không. Quả nhiên vào hôm đó, có mấy học sinh đã chạy tới chào hỏi với cô. Và trong đám người ấy, vô tình lại có cả em gái của mình. Cô em cảm thấy rất ngại. Cô chị liền cười rồi chậm chậm đi tới: xin chào, lần đầu gặp mặt. Nụ cười của cô chị đột nhiên vụt tắt, nhưng vẫn cố phối hợp để diễn với em gái: lần đầu gặp mặt, tôi đã xem vi của cô rất lâu rồi. Em gái chẳng thể nghĩ rằng, từ câu chuyện nhỏ này khiến cho mối quan hệ của hai chị em ngày càng xuống dốc. Khi vừa về nhà, cô chị chất vấn em gái: tại sao lại không dám thừa nhận mối quan hệ của họ? Cô em gái không còn cách nào, chỉ đành nói là mình quên mất. Nhìn thấy cô em đang hoảng hốt, cô chị dường như đoán ra điều gì đó. Lẽ nào là em sao? Người đã viết những bình luận đó. Cô em sợ rằng bí mật bị lộ, nên lập tức chuyển chủ đề khác. Thế nên cô chị đoán rằng những bình luận ác ý đó chính là tên thần kinh kia. Vi của hắn giờ càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn lấy cả hình của người chị, vừa nói đánh bại cô vừa xé tấm ảnh ra ăn. Cái vi nhảm nhí ấy giờ lại nổi như cồn vậy. Đêm hôm đó, cô em nghe thấy tiếng hét của bố mình dưới lầu. Cô vội vàng xuống kiểm tra thì thấy bố mình đã bị thương, còn cô chị thì lái xe rời đi. Cô em đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô lập tức chạy vào phòng của cô chị. Quả nhiên, trong máy tính của cô chị tràn ngập ảnh của tên thần kinh kia, và còn có cả địa chỉ nhà hắn. Cô em nghĩ rằng nhất định chị mình đang đi báo thù. Cô đi theo thông tin trong ảnh tới nhà của hắn ta. Cửa nhà hắn không đóng, đèn cũng không bật. Cô em lặng lẽ bước vào trong, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ. Hắn ta đã không còn thở nữa, hắn đã chết. Còn cô chị đã bỏ trốn. Cô em sợ hãi vội vàng lau hết dấu vân tay rồi rời khỏi hiện trường. Cô em trở về nhà, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung với chị lúc nhỏ, cô bắt đầu trầm ngâm. Đây là món quà sinh nhật 9 tuổi của cô bé, nhưng em gái cô bé lại không vui, bởi vì món quà bố mẹ tặng cho chị là món đồ chơi siêu cấp đáng yêu.
Mặc dù biết đây là món đồ chơi mà cô chị cực yêu thích, nhưng cô em lại nói rằng con cũng muốn nó. Cô em nũng nịu bên bàn ăn. Bố mẹ cũng chẳng còn cách nào, nhìn thấy cô em không vui, cô chị đành phải tặng cho em món quà sinh nhật của mình. Cái này hợp với em hơn. Tuyệt quá, cảm ơn chị nhiều lắm. Cho tới giờ cô em mới nhớ lại, từ trước tới nay, người chị đều rất nhẫn nhịn với sự tùy tiện của mình. Còn bản thân mình thì lại chìm đắm với thế giới ở trên mạng, quên đi một người luôn luôn quan tâm mình. Cô biết rằng, người duy nhất có thể cứu chị cô bây giờ chính là mình. Cô nhớ lại rằng người chị từng nói muốn tham gia cuộc thi hát. Và hôm nay, vừa đúng lại là ngày tuyển chọn của cuộc thi. Cô lập tức đi tới buổi tuyển chọn đó. Quả nhiên nhìn thấy chị gái phía sau khán đài đang trang điểm để chuẩn bị lên sân khấu. Cô tới xin lỗi chị mình, mong rằng chị mình có thể trở lại như ngày xưa. Nhưng người chị lại nhấn mạnh với cô rằng cô của hiện tại mới đang là phiên bản hoàn hảo nhất, chị phải nổi tiếng toàn cầu. Nhìn thấy người chị như đang phát điên, cô em đành phải nói ra sự thật. Những bình luận ác ý đó đều là do bản thân mình viết, bởi vì đố kỵ với sự nổi tiếng của chị, sợ rằng sau khi nổi tiếng chị sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình, cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn đó. Cô chị biết được chân tướng bắt đầu rơi nước mắt. Cô như phát điên bóp lấy cổ em gái, sau đó cầm cái gạt tàn ở dưới bàn lên đập thẳng vào đầu em gái mình. Thời gian biểu diễn sắp đến rồi. Dưới ánh đèn mờ ảo, người chị bước lên trên sân khấu mà cô mơ ước. Bài hát tất nhiên vẫn lạc nhịp, điệu nhảy vẫn rất kỳ quái. Trong sự nhạo báng và chê bai của khán giả, cô thực sự đã hết thuốc chữa rồi. Sau khi diễn xuất xong, một đám người bắt cô phải rời khỏi sân khấu. Mấy ngày sau, TV đưa tin cô chị đã bị bắt lại, còn cô em bị thương đã may mắn được cứu sống. Cuối của câu chuyện, cô em quay một đoạn video nữa để công bố thân phận của mình và chị gái, và thay chị mình nói lời xin lỗi với mọi người. Cô em vô cùng hối hận, khóc ướt nước mắt khi quay video. Còn mọi người cũng đều cảm thấy đồng cảm với những gì cô gặp phải. Họ đua nhau bình luận và thả tim cho cô em, và còn quay rất yêu vi, ủng hộ cô nữa. Lúc này, cô cũng thực sự cảm động về những gì fan đã làm. Nhưng một lúc sau, sắc mặt cô lại thay đổi. Có vẻ cô biết rằng, cơ hội cho mình nổi tiếng lại đến rồi. Đây chính là bộ phim đang rất hot của Nhật Bản, Lemming in the Garden. Cái kết mở như thế này, đủ cho khán giả có một không gian để tưởng tượng. Trong thời đại mà các vi ngắn đang lên ngôi, chúng ta không nên chạy theo những vi nào sẽ nhiều người xem, mà nên tìm kiếm những vi nào có nội dung thực sự ý nghĩa.